Rồi chào anh em trở đầy đến Dòng Cỏ Tây Ninh Phú Sim nha. Bữa nay là mình làm bún chuối đi vô hồ quýnh cá thịt thử nha anh em. Coi cái hồ này nó ăn không. Nãy giờ vô hồ cũng bóp được mấy cục mồi nè. Này là bún bún chuối nha. Bún cốt chuối. Cái này nó hơi chảy rồi, nhựa hơi nhiều. Không biết bữa nay quánh có được hiệu quả không. Tại bữa nó vô cốt hơi nhiều. Rồi để mình chơi có gì có cá nhiều cho anh em xem nha. Vô trái gì vậy? Trái trái. Chết mẹ không? Đồ thế nào là thế nào bắt cũng được đó. Nó chậm thôi. Dạ, con lá tê chứ hả? Một tay chú à. Cá hôm nãy mạnh hơn không? Trả lời nè nè bư. Vậy là cá nó biết ăn cái đó. Hay vậy? Rồi tự dưới à. Mày cá mạnh lắm. Chết, chết ra lại. Rồi, nhặt tay. Tám ký anh thôi nè, ký mấy cũng được kia, cũng được, cũng là bằng được. Tám này, tám này. Tám. Còn hai chín, tám hai chín. Nó nát dọn cái đống này mới được. Tổ quá. Lên trên luôn. Hay quá anh Trần ơi. Quá được không?
thì vô. Quên cái máy nhỏ xe lâu lắm. Quên cái máy nhỏ xe lâu lắm. Cái này nhậu sáng của chị. Vậy mà mình lên nước không thì đó. Ủa cái còi đâu? 9kg đúng không? Sao? Ừ, ca 9kg. Mới sao thấy cái hình nó xíu ra. Ờ, nhẵn lắm, nó cục mà. Mới quay lên tôi. Nước không? Nước không? Nó rẻ hơn cá của rùa cán nhiều. Rùa cán sao cá ốm quá. Cá rùa cán mới lớn vậy đụng mà cân mới được 8 kg không. Đang rồi. Không có thì những nắp kia giỡn em vô. Có luôn hả? Không có. Ngày sáng đêm con mua nho nhiều. Má thịt nhập tay bắt con cá 9 kg ê, ê luôn luôn à. Mới giờ lên được con 9 kg nha nè. Nó có cái nào quấn cục màu quá không ta? Chạy ra lên cũng buồn. Luôn ừ. Ben không có sướng. Không thể cần hả? Cá ăn không sướng mẹ. Tám ký bảy chữ giỏ rưỡi chữ giỏ thứ còn bảy ký cho phích nước đá không có trà nha. Thiệt tình vậy đó, được không? Được chưa? Cá quên đáy không? Được. Chạy qua tới bên đó luôn rồi.
tiếp tục không? Nói chung là chàng đó. Chàng quá, chạy bắt à, 18 giờ bắt đầu buồn. Dây nó chạy theo không? Ừ, có quay phim không ạ? Có quay phim. Chết mẹ con ngay đâu. Nóng dữ ta. Tiếp tục lên nữa nghe nè. Cả này không tin tưởng. Cá đây hả? Lên. Thank you.
Em tiếp tục anh em. Mấy cầu sơn đây con chồng con ra đường em kìa. Nữa hả? Được rồi. Coi về bớt đồ lại xíu. Đi chung. Coi về bớt miếng cano lại. Chưa bớt một cục mồi cái đâu vậy ha, để bớt cục mồi á. Em có số hả?
Đúng không? Tiền con mày gì? Năm ba bảy sáu chục. Sáu chục hả? À ha. Cùng quá, cơm nước nước lò rau à. Lỗ 10.000, nãy mẹ đưa 13 chục rồi. Nhiêu ký? 44 ký. À, 44 ký. 38 ký lộ, 38 ký lộ 100 đúng không? Lộ 100. Rồi giờ về nha anh em. Bữa nay tổng cộng được 9 con, 60 ký. Cũng có cảm giác bốn nhà làm nha anh em. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ. Hẹn anh em là clip sau nha. Rồi chào anh em nha.